xanh Có đoàn thực làm duyên, thực tố đã đạt đến chú vị trong sắc do đoàn thực xanh, lại xanh thêm một nhóm tám với thực tố thứ tám, và thực tố trong nhóm này lại xanh ra một nhóm tám khác, liên kết các nhóm tám xanh như vậy 10 hoặc 12 lần. Thực phẩm ăn trong một ngày có thể duy trì sự sống 7 ngày, nhưng thực tố của chư thiên thì có thể duy trì đến 1-2 tháng thức ăn do người mẹ ăn xanh ra sắc bằng cách thâm vào cơ thể hài nhi trong thai. Cũng vậy thức ăn bôi trên thân cũng xanh ra sắc. Đoàn thực tố do nghiệp xanh là một tên chỉ đoàn thực hữu chấp thủ. Nó cũng xanh sắc khi đạt đến yêu vị. Và thực tố trong nó xanh ra một nhóm tám khác. Như vậy các nhóm tám nối nhau xanh 4 năm lần. Đoạn 38 Do thời tiết xanh có đoàn thực làm duyên, Hỏa giới do đoàn thực xanh đã đạt đến chú vị lại sanh ra một nhóm tám với thực tố thứ tám được sanh do thời tiết như vậy. Ở đây, đoàn thực là một duyên cho các sắc thực xanh, đoàn thực là cái xanh ra sắc này. Đối với những pháp còn lại thì đoàn thực là duyên y chỉ, thực duyên, hữu duyên và bất ly khứ duyên. Đấy là cách xanh của sắc do đoàn thực xanh cần được hiểu. D sắc do thời tiết xanh. Đoạn 39, lại nữa về các loại sắc do thời tiết xanh, sự phân tích như sau. Thời tiết do thời xanh có thời tiết làm duyên, do thời xanh có thời làm duyên, do đoàn thực xanh có thời làm duyên. Đoạn 40, thời tiết ở đây là hỏa đại do bốn nguồn gốc xanh nhưng có hai thứ thời tiết nóng và lạnh. Do thời xanh nghĩa là thời tiết chú thích. Thân nhiệt thuộc bốn nguồn gốc xanh, mà đã đạt đến chú vị do duyên hữu chất chú xanh ra trong sắc căn. Sắc này có 15 khía cạnh là thanh cửu pháp, hư không giới, khinh khoái, như nhuyến, kham nhậm tăng trưởng, tương tục. Sắc có thời tiết làm duyên. Thời tiết là một duyên cho sự xanh, diệt của sắc do bốn nguồn gốc xanh. Đoạn 41. Do thời xanh, thời làm duyên. Hỏa giới do thời xanh đã đạt chú vị lại xanh thêm một nhóm tám với thực tố thứ tám và thời tiết trong nhóm ấy xanh ra một nhóm tám khác. Như vậy, sắc thời xanh vừa tiếp tục xanh khởi một thời gian dài, vừa tự duy trì nó trong cái phi chấp thủ chú thích. Cái phi chấp thủ là tóc lông móng răng da, những chỗ chai trên da, vân vân. Tách rời khỏi thịt trong một cơ thể đang sống. Đoạn 42 Do đoàn thực xanh có thời tiết làm duyên, thực tố thời xanh đã đặt chú vị lại xanh thêm một nhóm tám với thực tố thứ tám, và thực tố trong nhóm này lại xanh thêm một nhóm tám khác nối tiếp như thế 10 hay 12 lần sinh các nhóm tám. Ở đây, thời tiết này là một duyên cho sắc do thời xanh kể như tránh nhân. Với các sắc còn lại, thời tiết là y chỉ duyên, hữu duyên và bất ly khứ duyên. Đấy là cách xanh sắc do thời tiết xanh. Người thấy được sự xanh của sắc như vậy gọi là hiểu rõ, trọn vẹn một lúc. Xem xem đoạn 21. Chú thích. Khi đã thấy sự xanh khởi của sắc thì thấy luôn sự tan giã của nó nên gọi trọn vẹn một lần bởi tính chất ngắn ngủi của các pháp. Không phải chỉ thấy sự xanh khởi mà còn thấy cả xanh và diệt mới gọi là hiểu rõ sự sanh của thọ tưởng hành thức cũng vậy. PM 795, quán vô sắc, đoạn 43, cũng như một người tìm hiểu sắc cần phải thấy sự sanh của sắc, người tìm hiểu vô sắc cũng vậy, cần thấy sự sanh của vô sắc. Và đó là qua 81 cách sanh khởi của tâm thế gian, nghĩa là chính do nghiệp tích lũy một tiền kiếp mà vô sắc tâm được sanh ra và trước hết nó được xanh kể như một trong 19 loại xanh tâm kể như kiết xanh. Xem chương vị XII 130. Chấm. Nhưng cách thế nó được sanh ra cần được hiểu theo phương pháp đã nói trong phần mô tả về duyên sinh trong chương 17 đoạn 134 và kế tiếp. Chính 19 cách sanh tâm này cũng sanh như hữu phần khởi từ tâm kế tiếp kiết sanh thức và kể như từ tâm vào lúc thọ mạng chấm dứt. Và khi nó thuộc dục giới, và đối tượng ở sáu môn là một đối tượng mạnh, nó còn được sanh kể như tâm đồng sở duyên. Đoạn 44. Trong quá trình một hiện hữu, nhãn thức cùng các pháp tương ưng, được nâng đỡ bởi ánh sáng và do tác ý làm nhân, được sanh bởi vì con mắt còn nguyên vẹn vì đối tượng đã đi vào nhãn giới. Vì thực sự khi một sắc pháp đã đạt đến chú vị, nó mới tác động lên con mắt vào lúc có mặt của tịnh sắc mắt. Khi nó tác động như vậy, hiểu phần khởi diệt hai lần, kế tiếp là duy tác ý giới với cùng một đối tượng, hoàn tất nhiệm vụ tác ý. Kế tiếp là nhận thức hậu quả của thiện hay bất thiện nghiệp, thấy cùng một sắc pháp đó. Kế tiếp dị thuộc vô nhân ý thức, giới suy đạt sắc pháp đó. Kế tiếp, duy tác vô nhân ý thức giới câu hiệu giả, xác định xác pháp đó. Kế tiếp, nó được sanh với tư cách một trong tám thiện tâm, hoặc 12 bất thiện tâm, hoặc duy tác. 73, 80. Thuộc dục giới, hoặc một tâm vô nhân câu hiệu giả, hoặc năm hay bảy tốc hành tâm. Kế tiếp, trong trường hợp chúng sinh dục giới, nó được sanh kể như bất cứ loại nào trong 11 tâm đồng sở duyên cùng một đối tượng với những tốt hành tâm. Tương tự với những căn môn còn lại, nhưng trong trường hợp ý môn, các tâm đại hành cũng khởi lên. Đây là cách vô sắc, tâm, sanh trong trường hợp 6 môn. Một người thấy được sự sanh của vô sắc như thế gọi là quán vô sắc vào một thời khác đoạn 21, chấm, đoạn 45. Trên đây là cách làm thế nào một thiên giả hoàn tất việc tu tuệ tuần tự bằng cách quán sắc trước, quán vô sắc sau, gán cho chúng ba đặc tính. Sắc bảy pháp, một người khác quán các hành bằng cách gán ba đặc tính cho chúng qua trung gian. Sắc bảy pháp và tâm bảy pháp. Đoạn 46 hành giả gán ba đặc tính theo bảy cách sau gọi là quán bằng trung gian sắc bảy pháp đó là lấy lên đặt xuống sự biến mất của những gì ra lần qua từng giai đoạn do đoàn thực xanh do thời xanh do nghiệp xanh do tâm xanh và tự nhiên sắc đoạn 47 lấy lên là kiết xanh đặt xuống là chết như vậy, hành giả ấn định 100 năm cho sự lấy lên đặt xuống này và gán ba đặc tính cho các hành. Như thế nào? Tất cả hành ở khoảng giữa hai giới hạn này là vô thường, vì sanh diệt, biến dịch, tạm bờ, không trường cửu. Nhưng vì tất hành được sanh ra đạt đến chú vị, và khi chú chúng bị ảnh hưởng bởi già, chúng nhất định tan rã, bởi thế chúng là khổ vì tương tục bị bức bách khó chịu, vì là căn để của khổ, vì loại trừ lạc. Và vì không ai làm gì được đối với các hành đã sanh, chẳng hạn khiến chúng đừng đi đến chú hay khiến các hành đã chú đừng già hay khiến các hành đã già đừng chết. Tuyệt đối không một quyền năng nào có thể thi hành đối với chúng, bởi vậy chúng là vô ngã do sự trống rỗng, không sở hữu chủ, không thể chịu sự chi phối của một quyền năng và loại trừ một tự ngã. Đoạn 48, mở ngoặc đơn. A, à, sau khi đã gán ba đặc tính cho sắc hạn định 100 năm cho sự lấy lên đặt xuống như vậy, Kế tiếp, hành giả gán ba đặc tính theo sự biến mất của những gì già lần từng giai đoạn chỉ cho sự biến mất của sắc già lần trong mỗi giai đoạn của đời sống. Vị ấy gán ba đặc tính bằng phương tiện ấy như sau. Đoạn 49. Vị ấy chia một trăm năm làm ba giai đoạn đầu, giữa và cuối. 33 năm đầu, 34 năm giữa và 33 năm cuối chia thành ba giai đoạn xong vị ấy gán ba đặc tính như sau sắc xanh trong giai đoạn đầu chấm dứt tại đấy không đi đến giai đoạn giữa bởi thế nó là vô thường cái gì vô thường là khổ cái gì là khổ không phải ngã cũng vậy sắc xanh ở giai đoạn giữa chấm dứt tại đấy không đi đến đoạn cuối bởi thế nó cũng vô thường khổ vô ngã cũng thế, không có sắc nào sinh trong 33 năm của giai đoạn cuối để có thể kéo dài ra khỏi cái chết, bởi thế sắc ấy cũng vô thường, khổ, vô ngã. Đấy là cách gán ba đặc tính. Đoạn 50, mở ngoặc đơn, B, sau khi gán ba đặc tính tùy theo sự biến mất của những gì già lẫn từng giai đoạn 33 năm, vị ấy lại gán ba đặc tính bằng phương tiện 10 thập niên như sau. Thập niên thơ ấu, thập niên thể thao, thập niên thẩm mỹ, thập niên sức mạnh, thập niên trí tuệ, thập niên suy tàn, thập niên cúi xuống, thập niên cong lưng, thập niên lẩm cẩm và thập niên năm dài. Đoạn 51 Trước tiên, 10 năm đầu của một người thọ mạng 100 năm, gọi là thập niên thơ ấu, vì lúc ấy nó là một đứa trẻ chưa vững vàng. 10 năm kế tiếp gọi là thập niên thể thao, vì tuổi ấy vốn thích thể thao. 10 năm kế là thập niên thẩm mỹ vì dùng sắc con người trong giai đoạn này đạt đến tột đỉnh của nó. 10 năm kế gọi là thập niên sức mạnh vì giai đoạn này sức mạnh và quyền năng đạt đến tối đa. 10 năm kế tiếp là thập niên trí tuệ vì giai đoạn ấy sự hiểu biết đã chín chắn. Ngay cả những người yếu kém về trí tuệ vào tuổi này, từ 40-50 tuổi, dường như khôn ra chút đỉnh. 10 năm kế tiếp là thập niên suy tàn vì sự ưa thích thể thao, sắc đẹp, sức khỏe và trí tuệ bắt đầu suy. 10 năm kế tiếp là thập niên cúi xuống vì con người vào tuổi này ưa cúi về trước. 10 năm kế tiếp là thập niên cong lưng vì dáng người tuổi này cong như một cái cây. 10 năm kế tiếp là thập niên lẩm cẩm hay nói lảm nhảm và lẩn. Mười năm cuối là thập niên năm dài và người đến 100 tuổi thì dùng phần lớn thì giờ để nằm dài. Đoạn 52 để gắn ba đặc tính theo sự biến mất những gì ra lần qua từng giai đoạn bằng phương tiện thập niên, hành giả nên quán như sau. Sắc xanh trong thập niên đầu chấm dứt tại đấy không đi đến thập niên sau bởi thế nó là vô thường, khổ, vô ngã sắc xanh trong thập niên thứ hai vân vân, sắc xanh trong thập niên thứ 9 chấm dứt tại đấy không đi đến thập niên thứ 10. Sắc xanh trong thập niên thứ 10 chấm dứt tại đấy không đi đến hiệu kế tiếp, bởi thế nó là vô thòng, khổ không phải ngã, đấy là cách vị ấy gán ba đặc tính.